400 to thế nhỉ? To đẹp, người ta chọn lắm. Vâng. Lấy không? Hôm nay từ nhà xa lắm, không mang đi được. Đấy, một cây to như này mà 400k này mọi người. Rất nhiều bích đào. Cái cành nhỏ nhỏ này bao nhiêu em? Dạ. Cành nhỏ nhỏ này bao nhiêu? Cách thấy 60.000. À, 60.000. Cực kỳ nhiều đào. Xin chào mọi người, hiện tại mình đang ở đối diện với cái khu vực này là trụ sở của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn. Đây là đây mình thấy là một cái quảng trường rất là lớn. Đây là ở đây là người ta có cái trưng bày các cái cây hoa đào đẹp và tranh hoa đào đẹp xứ Lạng Xuân Giáp Thìn. Và trước mặt mọi người đây là một cái cây đào này được giải nhì nữa mọi người này. Địa chỉ, có địa chỉ đàng hoàng nhé. Số 42 Ngô Thị Nhậm, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn. Đấy, còn cái cây đào này là mình thấy là được giải khuyến khích. Cây hoa đào đẹp. Đây là của xã Quảng Lạc, thành phố Lạng Sơn. Xin chào các bạn đã trở lại với kênh YouTube của Giáo sư Tung Tăng. Hiện tại mình đang ở trung tâm thành phố Lạng Sơn. Đây là một thủ phủ của đào bích đào. Mình mời các bạn sẽ đi trải nghiệm xem mà hoa đào ở Lạng Sơn này nó đẹp như thế nào nhá, so khác với các vùng khác nó như đẹp thế nào. Chưa? Đấy anh xuống đi. Hiện tại mình đang đi xem mà các cành đào và cành mận tại trung tâm thành phố Lạng Sơn. Và chỗ này, khu này đối diện với chỗ phố đi bộ Kỳ Lừa mọi người ạ. Phía trong phần mọi người kia là phố đi bộ Kỳ Lừa. Ở vị trí này mình thấy có một cây mận hoa trắng rất đẹp luôn. Cái mận này khoảng bao tiền này em ơi? Đào. Đây là mận là đào nào nhá? À, à. Ờ, đây là bạch đào nhá. Ồ, mình xin lỗi cả nhà, mình cứ tưởng là cây mận hóa ra không phải, đây là bạch đào mà giống bạch đào. Đấy, giá cũng rất hợp lý, 600k nhá mọi người. Ở đây mình thấy người dân họ mang ra rất nhiều cây đào bán. Đây cây bích đào này. Đào bích nhung. Đào bích nhung. Vâng. Đào đỏ đậm đấy. Đào đỏ đậm này. Cái này khoảng bao tiền này em? 400 ạ. Rẻ nhỉ. Rẻ thật. Đấy và... lấy đi, còn mỗi một cành. Đây và có thể là 200k nha mọi người. Sau một hồi thương lượng. Không. Có lấy không? Lấy không? Một cây cành bích đào rất đẹp. Bác không phải bước vào quay chứ ạ? Không nghĩ năm nay ở trên Lạng Sơn có hoa đào lại rẻ như thế. Chỉ có mấy trăm ca cũng đủ một cành rất là to rồi mọi người ạ. Đấy, và đây là mình thấy các xe ở Hà Nội này, biển Hà Nội lên chở đào về đây. Nhiều lắm. Đấy. Đang buộc lên xe kìa. Các xe bán tải là tao buộc hết cả lên. À, chỗ này mình thấy có cái hoa gì trắng trắng này rất là hay, chắc là hoa mận hay sao này. Ồ, này có cái cành đào này hay này, rất hay mọi người. Ờ, chỗ này là mình thấy mình vừa hỏi được, hóa ra đây là cây nhất chi mai nha mọi người. À, trắng tinh này. Vừa trắng này vừa có điểm hồng nữa.
rất đẹp luôn đó nha mọi người. Nhất Chí Mai. À, bây giờ cũng tầm sang đầu giờ chiều rồi. Nên mình thấy ở khu vực này là cũng không được đông lắm. Chắc là một vài hôm nữa là người dân họ mới đi sắm. Rất nhiều cái chào đấy. Đây mình thấy có một cây cây nào rất cổ thụ, rất to, to cao. Cây này mình nghĩ chắc phải tầm 5 mét mất. Thấy dáng rất đẹp luôn. Theo như mình tìm hiểu thì tầm khoảng 27 Tết, 28 Tết thì khu vực này sẽ rất là nhộn nhịp nha mọi người. Thế hôm nay là 24 Tết nên là mình thấy là quang cảnh còn vắng vẻ. Phố xá. Nắng đã lên rồi mọi người ạ. Sau bao nhiêu ngày trời âm u, hôm nay là nắng đã lên. Cành này 250 kìa. Và cái cành này là bao nhiêu? 250 rồi. Đây, phía xa xa đây mình đã thấy một cành đào đang để cạnh chiếc ô tô biển Hà Nội. Dinh em đào mang về thủ đô. Bây giờ nắng lên cái là mình thấy là không khí tương đối nhộn nhịp rồi mọi người. Đây ở cái khu vực này thì mình thấy góc nào là người dân người ta cũng bày bán đào rất nhiều luôn. Và thì xa xa kia trước mặt là mọi người, đây là một dãy phố luôn nhé, dãy phố bán đào kìa mọi người. Khoe sắc. Các bà các cô người Nùng đi chợ ở đây cũng di chuyển cũng rất là thuận tiện, là có xe buýt nha mọi người nha, phải ở các tuyến xung quanh huyện. Là mình thấy một cây bạch đào rất đẹp luôn. Cây mà chơi chú ơi. Cái này có bao tiền hả cháu? 400. Mình nghĩ rẻ thật, 400k và cây bạch đào này. Lấy về đâu chú, lấy về đâu cho gửi cho. Ôi chết ơi, mình ở xa quá, còn di chuyển nhiều.
nên đâm ra là chưa mang được về. Mình sẽ đi review tiếp cho mọi người xem. Đây là các cái cành đào nhỏ nhỏ. Rất là nhiều cành đào nhỏ nhỏ. Cái cành đào nhỏ nhỏ này bao tiền một cành hả cháu? 150 ạ. À, 150 một cái cành như này. Bao tiền một cành? 150k. Rất xinh xắn. Cái này là nhất chi mai này hả cháu? Cái này là bán theo chậu à? Một chậu này là bao nhiêu tiền hả cháu? 800 là cả chậu luôn. Là nhất chi mai nhé mọi người. Nên trên vùng Lạng Sơn này mình thấy có một cái giống đào, cái cây này là mọi người thấy này, nhìn hay cho này. Đấy. Rất là xù xì. Nhất chi mai. Lại tiếp tục di chuyển tiếp ở trong sang cái khu phố này. Đi luôn là giữa rừng đào luôn nha mọi người, rất nhiều đào luôn. Cái này là bán cả khu phố này, mình thấy là bán đào này, to to nhỏ nhỏ có hết rồi. Cái gốc đào này rất là khủng. Cái cây đào này mình thấy gốc khủng chưa mọi người? Cả một dãy phố, cả một con đường là bán hoa đào. Nó đủ cái nào nữa cơ. Ở khu vực này là cái chỗ ngã ba. Đấy, và mình thấy là đây là một em này em đang chở đào đi. Cái đào này mình mua về là mình chở đi bán ạ. Chở đi bán ạ. Hai cây này là khoảng bao tiền này em? 800. 800 hai cây này. Đây em ở tận tận đâu ra? Em ngay trong Tam Thanh này. À ngay trong Tam Thanh nhỉ? Đào Tam Thanh này hả? Rất nhiều luôn nhé mọi người nhé. Bích đào đẹp chưa? Nói chung là khi đến với Lạng Sơn vào dịp giáp Tết này thì một cái đặc trưng họ nói là một cái đặc sản ở vùng này là hoa đào mọi người. Đủ các loại đào bích, đào phai, đào bạch rất nhiều của bà con ở mang các nơi mà lên bán này. Xin chào các bạn, mình đang ở đại lộ Hùng Vương của thành phố Lạng Sơn. Hôm nay mình thấy một sự kiện là có một đoàn xe taxi 02053899899, xe điện đấy. VM5 đây mọi người. Thì hôm nay là chắc là họ mới khai trương, họ đi vòng lại này mọi người này. Quay phim chụp ảnh quảng cáo. Và mình xin giới thiệu với mọi người, đây là cây bích, cây đào bích nhung, cũng là giải nhì. Đây là thuộc cây hoa đào đẹp. Cái gốc và cũng rất khủng luôn mọi người này. Đây là của Ủy ban Nhân dân huyện Cao Lộc. Đây, mình thấy để ở đây. Và ở khu vực này là mình thấy họ trưng bày rất nhiều các cây đào đẹp đã được dự vào cuộc thi rồi. Và đây là họ trưng bày để cho người dân ở các nơi đến thưởng lãm. Và trước mặt mọi người đây là một cây đào, là đào thất thốn khoai cổ, tác phẩm là Lão Tiên. Cây này là
đoạt giải 3. Đấy. Cây đào như thế này đoạt giải 3. Và có tuổi đời là 51 năm. À, họ ghi đây tuổi cây là 51 năm nhé mọi người. Tiếp tục mình đi sang bên này là cây này là cây đào, cây hoa đào đẹp của xã Ủy ban nhân xã Mai Pha, và cây này được giải khuyến khích. Cũng rất là may là buổi sáng hôm nay mình đi lên Lạng Sơn thì trời nó mù trời, và hiện tại bây giờ là trời đang nắng chang chang mọi người, nắng hết cỡ luôn. Bây giờ mình lại đi tiếp sang quay tiếp một số các cái cây đào khác để cho mọi người cùng được chiêm ngưỡng nhé. Lên Lạng Sơn vào mùa này thì cũng là không có gì ngoài hoa đào nhiều luôn mọi người ạ. Một màu đỏ rực. Và mình giới thiệu cho mọi người trước mặt mọi người đây là cái tấm một pano rất là lớn, lễ hội hoa đào xứ Lạng. Và một điều đặc biệt nữa là mình thấy thêm là có một cái giải rất là lạ, giải chuyên đề cây hoa đào đẹp. Từ bé đến giờ mình mới biết là có một cái giải, giải chuyên đề. Đây, họ trang trí là hai bên là năm giáp thìn, hai bên là hai con rồng trầu vào. Đây mình chỗ này là mình giới thiệu cho mọi người là một cây đào phai kép huyền đấy, của phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, đào dáng huyền. Và cây này là cũng chỉ được giải khúc khích nhé mọi người nhé, giải khúc khích các biểu tượng trưng bày cây hoa đào đẹp và tranh hoa đào đẹp xứ Lạng 2024. Đấy, còn ở phía đằng sau khu triển lãm đây thì mình thấy họ cũng để rất nhiều các cây, các gốc đào cổ thụ để ở dưới vườn đằng sau này. Nói chung là cái lễ hội này, cái khai mạc này theo như mình biết là cách đây có 2 hôm, nhưng mà hôm nay là ban ngày mình cũng rất là chịu khó mình lên tận đây, nhưng mà cũng thấy là vắng vẻ rồi mọi người ạ, không được như kỳ vọng của mình. Mình cứ nghĩ là lên cái này nó phải đông lắm rồi. Có một điều mình hơi gần gợn một chút, hơi buồn là lên đến đây mà lại không tìm, không nhìn thấy cây đào giải nhất đâu cả. Hôm nay cây giải nhất là ban tổ chức họ để ở chỗ nào mình không rõ. Chỗ này toàn là cây giải nhì, giải ba, giải khuyến khích và giải chuyên đề đấy nha mọi người nhé. Đến khu vực này mình thấy họ có trang trí các cái hoa để chụp ảnh này, cũng rất đẹp nha mọi người. Những hoa. Và chỗ này là có một cái biểu tượng Lạng Sơn, thành phố hoa đào, đặc trưng đấy. Chắc là buổi tối ở đây thì họ sẽ đây là một cái đài phun nước. Là buổi tối, theo như mình nghĩ là buổi tối họ sẽ phun nước lên và có ánh sáng thì đương nhiên là lúc đấy nó sẽ rất là lung linh và rất đẹp. Đấy, và ở đây họ làm một con đường để đi bộ đây mọi người, treo đèn lồng. Cái này nó
Có chứ, mình vẫn hai cái lên video đến khu vực này là mình đi ra đến bờ sông Kỳ Cùng. Đấy, họ mới cải tạo lại này. Đấy, và trước mặt mọi người kia là cầu Đông Kinh. Đấy, và đây là dòng sông Kỳ Cùng của thành phố Lạng Sơn. À, những ngày giáp Tết mình thấy cũng vắng vẻ thôi. Đây, mọi người thấy vắng vẻ, rất là vắng vẻ. Một cái khu vườn hoa rõ đẹp, rất đẹp luôn. Đây là nó mùa hè ra ngồi ngoài này thì mát lắm, cực kỳ mát luôn mọi người. Đây ở trong khu vực công viên này, mình thấy là họ trồng cũng rất nhiều hoa đào, đào phai, cái cây cũng rất là cao luôn. Đấy, và có chỗ để cho du khách chụp ảnh. Đây, có một cái xe này, rất là chill, để cho mọi người có thể ngồi đây check in. Đấy, và có một con đường trang trí đèn lồng. Này buổi tối thắp đèn này tuyệt đẹp luôn. Tôi bảo đây là lung linh đấy. Lung linh. Vì nào? Thôi vì điều kiện thời gian không cho phép nên mình cũng xin phép mọi người mình dừng video tại đây. Mình hẹn mọi người ở các video sau. Mọi người hãy nhớ like, đăng ký kênh và chia sẻ để tạo thêm động lực để mình ra được các video hữu ích hơn. Xin chào mọi người.